Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn công dụng của rau mầm đá nhé. Các bạn biết rằng là rau mầm đá không chỉ xuất hiện trong sự tích Trạng Quỳnh mà ở vùng Sapa nhé, của người Việt Nam rất nổi tiếng với một loại rau mầm đá quý hiếm các bạn ạ. Rau mầm đá vốn là một loại rau cải nhé, đặc biệt là hiếm, chỉ xuất hiện vào ở vùng núi phía Bắc, nhất là ở Sapa của tỉnh Lào Cai các bạn ạ. Rau này trở nên quý hiếm vì một năm ấy chỉ có một lần thôi ạ. Nó phát triển ở các vùng khí hậu lạnh như trên vùng núi khi có sương và tuyết rơi nhé. Vì vậy cho nên là khi rau mầm đá này rất là quý hiếm của người Việt Nam chúng ta. Với những sự quý hiếm đó nhưng mà nó lại có công dụng rất là tốt cho sức khỏe các bạn ạ. Thứ nhất là tốt cho xương khớp nhé. Trong việc chữa các bệnh về xương khớp, mầm đá xuất hiện từ thời Trạng Quỳnh các bạn ạ. Khi mà thời tiết lạnh đến khiến cho nhà vua bị đau nhức xương khớp, ông đã tìm ra bài thuốc dân gian này ạ. Và phát hiện ra đến loại rau này cải thiện được tình trạng đau nhức xương khớp của nhà vua ấy, trong sự tích, trong truyền thuyết, trong cổ câu chuyện người Trạng Quỳnh ấy các bạn ạ. Ngược mầm đá lên để cho nhà vua ăn đấy ạ. Đấy, với công dụng thứ hai là bồi bổ sức khỏe cho cơ thể. Mầm đá có chứa nhiều men tự nhiên nhé, kích thích cơ thể chúng ta sản xuất ra các chất tăng cường đề kháng cho cơ thể dẻo dai và bền bỉ ạ. Ngoài ra, rau mầm đá còn có giúp chúng ta giảm lượng cholesterol xấu trong máu và ngăn ngừa các bệnh cảm cúm và giải rượu tốt ạ. Và công dụng thứ ba mà mình muốn nói ở đây đó là dưỡng da các bạn nhé. Rau mầm đá thì giàu vitamin E và vitamin C cùng lượng nước dồi dào nhé, và khiến cho da của chúng ta luôn tươi trẻ và chống được lão hóa rất là tốt ạ. Dưỡng ẩm cho da mịn hơn, căng mướt và không bị khô nhé. Với rau mầm đá này thì các bạn có thể chế biến thành các món ăn rất là đơn giản, như các bạn có thể luộc hoặc là mình xào hay là mình muối chua các bạn nhé. Kết hợp xào với các loại thịt cũng được ạ. Lưu ý khi chế biến món ăn thì các bạn luộc hay xào chúng ta cũng không nên nấu quá chín nhé. Chín kỹ quá thì nó sẽ mềm ra, rau đấy lại không được ngon và lại mất đi sự dinh dưỡng của nó. Và khi mềm nhũn thì chúng ta ăn rất là chán nhé. Như vậy là trên đây mình đã chia sẻ với các bạn công dụng của rau mầm đá đối với sức khỏe của chúng ta, nhất là đối với bệnh xương khớp nhé. Các bạn thích hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.